Ngày 12 tháng 5, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Quân, 33 tuổi, quê Phú Thọ để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, vào tháng 4 năm 2020, Quân quen chị L, 20 tuổi qua mạng xã hội khi cùng tham gia nhóm Tử Vi Việt Nam. Sau đó, Quân thấy chị L đăng tải thông tin thường xuyên bị thay đổi sắc mặt theo giờ, tính khí thất thường, tâm lý bất ổn khi vào nhóm nhờ các thầy xem giúp. Nên nam thanh niên này nảy sinh ý định lừa đảo. Quân giới thiệu với chị L mình là thầy Pháp, có năng lực dùng các câu thần chú để hóa giải, có thể xem tử vi và tướng số. Có hồn của người chết đi theo làm ảnh hưởng đến cuộc sống nên phải mua vàng mã xô thịt làm lễ. Do lo sợ nên ngày 6 tháng 4, chị L chuyển cho Quân 2 triệu đồng để nhờ làm lễ. Sau đó Quân bảo chị L làm lễ chưa thành công, yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Do tin tưởng, chị L nhiều lần chuyển tiền cho Quân với tổng số tiền lên đến gần 70 triệu đồng. Chưa dừng lại, Quân còn đe dọa nạn nhân phải quan hệ tình dục với thầy Pháp như anh ta mới trừ được tà. Do tin người và sợ chết, chị L đành miễn cưỡng quan hệ tình dục 2 lần với Quân. Ngày 7 tháng 5, Quân tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm 15 triệu đồng và quan hệ tình dục để làm lễ, nên nạn nhân đã trình báo sự việc đến công an. Tối cùng ngày, khi người đàn ông này đến gặp chị L để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.